bạc hía. Gì ơi con, gì ơi con, con gì ơi? Con có chuyện gì vậy? Để con ra coi chuyện gì. Ông ơi, cứu thần Hẹn đi ông. Tụi nó đi hết rồi, anh ra đi. Nó đi hết rồi con, ra đi con. Trời ơi, sao ra nông nổi như vậy chứ? Con xin lỗi cả nhà. Con, tụi nó dí con quá cho nên con bí đường, con mới chạy vô đây. Vậy thôi, thưa dì, thưa dụ con đi. Con đi đâu? Con biết là dì lo cho con lắm không con? Ăn cơm đi rồi đi con. Dạ thôi, con không dám nhìn mặt dì Dượng nữa đâu. Con gây họa cho nhà của mình nhiều quá rồi. Thưa dì Dượng con đi. Con... Thôi, dù gì cũng lỡ tới rồi, ngồi xuống ăn miếng cơm đi. Cho tôi nhờ. Bà Khiến nó nói con ăn cơm đi con. Dạ. Ăn cơm rồi đi con. Nè sao ông không lấy chén? Trời ơi, nó đói quá mà. Tội nghiệp thật nhỏ. Ăn từ từ thôi anh, mắc nghẹn bây giờ. Ăn từ từ thôi. Ơi, nó mắc nghẹn bây giờ. Ăn từ từ đó con. Thong thả mà nuốt. Đó. Dượng, chút nữa chú Dượng rồi con đem hết ba đồ ăn dư này theo con ăn nha Dượng. Con đi đâu? Con kiếm được một góc ở cái miếu quan ở Cù Lao á. Cái đám giang hồ nó chưa tìm được đến đó đâu gì. Trời, cái Cù Lao mà cách đây 17 cây số á hả? Ừ. Trời đất ơi. Nãy á, anh đi trên đường anh kiếm cái gì ăn. Tụi nó bắt gặp anh, rồi tụi nó dí anh không biết chạy đi đâu. Bây giờ chỉ biết chạy về nhà thôi. Ông à, hay là ông cho nó về nhà đi ông. Chứ nó có cụ bất cụ bơ lang thang như vậy, tôi đau lòng quá ông ơi. Dù gì thằng Bác Hiến nó cũng hứa giúp cho nó rồi, thì bây giờ ông giúp cho nó đi. Tôi xin ông mà. Tôi cũng nghe bàn lần rồi mới rước voi về dày mã tổ đó. Con biết lỗi xin rồi. Xin lỗi Dượng đi con. Con hứa với Dượng, con không có tái phạm lần nữa đâu Dượng. Ăn uống đi rồi tắm rửa đi. Người ngỡ mày hôi rình à. Còn ba cái đồ ăn này mày ăn luôn đi chứ ai mà ăn nữa. Mày phun phèo phèo vô đây ai ăn nữa. Dạ. Tôi cảm ơn ông nghe. Con cảm ơn bà Khía đi con. Ôi, cảm ơn bà Khía. Cảm ơn nhiều lắm bà Khía. Tôi thề với cậu, tôi không bao giờ làm chuyện hại người nữa, hại gia đình mình nữa đâu. Cậu tha thứ cho tôi nha. Anh hứa thì nhớ giữ lời đó. Bà Khía, dì cảm ơn con. Cô Mén. Dạ. Làm mỗi người tô mì gói ăn. Dạ. Ăn từ từ thôi con. Dạ sao mày? Ê, từ từ. Giờ mày sao? Mày chồng tiền hết cho tao luôn chứ? Dạ. Hả? Ờ. Có cho tiền không mà mày cũng ú ớ hả mày? Hả? Bà Khía ơi. Còn chú mày sao? Chú mày muốn trả tiền giùm cho nó đúng không? Có trả tiền á thì đưa lẻ cho tao đi. Tao đây không có rảnh thời gian mà đứng đây tám với tụi bay. Tôi là chủ xe hàng mà bị nhóm của anh phá đó. Vậy chú mày muốn gì? Tôi chỉ muốn dĩ quà dĩ quý thôi, cho nên mới tới đây gặp mấy anh. Mấy anh cũng biết đó, nếu tôi đem cái chuyện mà mấy anh phá xe hàng của tôi đi báo công an thì hậu quả sẽ như thế nào rồi. Chuyện này anh Hẹn cũng chỉ là nạn nhân. Đúng rồi đó. Anh cũng bị người khác xúi giục, cho nên mới đứng ra thuê các anh phá xe hàng của tôi. Thằng nào xuống mày? Hả? Bình tĩnh đi. Không phải tôi đâu, là thằng Lĩnh đó. Nó kêu tôi. Nó nói là làm mướn mấy anh để mà lại phá xe hàng của thằng Bà Khía. Rồi tất cả là mọi số tiền gì á nó trả cho mấy anh á thì nó sẽ tự động nó trả. Ai về tới giờ nó im luôn. Nó nói nó không trả, nó đổ hết qua cho tôi. Chứ tôi đâu có biết gì đâu. Có gì thì mấy anh kiếm nó đi. Thì ra là thằng đó hả? Đúng rồi đó. Được. Nếu là thằng đó thì tao sẽ đi tìm nó tính sổ. Còn nếu như mày á mà đem nó ra gạt tao á thì mày biết rồi đó, mày với nó sẽ chết chùm đó. Mày biết không? Tôi biết mà. Hả? Tôi biết mà. Tôi thề. Thằng kia chứ không phải tôi đâu. Để tôi bay. Nhớ nha mày. Nhớ.
Cảm ơn nha. Mà nếu mà không có ông đứng ra dàn xếp vụ này, chắc tôi nó quýnh tôi chết luôn á. Thôi từ giờ trở đi, cậu muốn tôi làm gì, làm trâu làm ngựa làm bò gì cũng được, tôi sẽ làm hết cho cậu. Thiệt, tôi thề có trời đất chứng giám. Thôi được rồi, nếu anh thật lòng hối cải thì tôi cũng không hẹp hòi làm gì. Bây giờ tôi cũng đang cần người để phụ giải quyết công chuyện nè. Từ sau vụ mà anh gây ra đó, bây giờ tôi chưa dẹp xong hậu quả nữa nè. Vậy thì tốt quá. Vậy cậu có cho tôi làm gì cũng được á, tôi làm công cho cậu cũng được á. Tôi cũng không có câu nệ gì đâu, cứ yên tâm đi ha. Anh nghe nè Trinh. Hả? Em đang ở đây hả? Gặp anh có chuyện gì hả? Bây giờ luôn hả? Rồi, được rồi. Thôi, đi. Đi. Vậy ngày mai tôi qua tôi làm luôn nha. Ừ.